Lý Tư Viên là nhà văn trẻ nổi tiếng thuộc Hội viên Hội Nhà văn tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc, một cây bút được yêu mến bởi lối viết sắc sảo, nhiệt huyết và giàu nội lực. Lý Tư Viên không viết về những điều lớn lao, cô chọn góc nhìn gần gũi với đời sống và những con người có thật, từ đó khái quát nên những bài học truyền cảm hứng cho người trẻ về ý nghĩa cuộc sống giữa vòng xoáy vội vã của thời đại. Cuốn sách Cuộc sống cũng cần cảm giác cô đơn của tác giả Lý Tư Viên được Thanh Hà dịch do nhà xuất bản Kim Đồng ấn hành năm 2021, có độ dày 260 trang, in trên khổ giấy 21cm. Nội dung cuốn sách là gần 200 bài viết sẽ đem đến cho bạn đọc những góc nhìn mới mẻ về cuộc sống, những bài học đắt giá trên hành trình của mỗi người trong một khoảnh khắc im lặng nào đó. Nếu có giây phút nào đó cuộc đời bạn thấy mình thật cô đơn, lạc lõng, hoài nghi về tương lai phía trước, thì hãy lạc quan và có niềm tin vào cuộc sống, vì đó là ánh sáng dẫn dắt chúng ta vượt qua mọi thử thách, dù chúng có khắc nghiệt đến đâu. Sách gồm 5 chương, cô đơn là hành trình tìm về bản thể, dũng cảm là vẫn tiến bước dù đơn độc, kiên trì bước qua giông bão, một mình chẳng ngại gian nan. Cô đơn là cách gọi khác của tự do, cuộc sống cũng cần cảm giác cô đơn. Mỗi chương trong cuốn sách bao gồm nhiều câu chuyện khác nhau về cuộc sống đời thường, rất gần gũi với mỗi người, sẽ giúp chúng ta vượt qua những khó khăn thử thách, tự mình bước qua, coi thất bại là trải nghiệm, biết cách giải quyết được mọi vấn đề, từ đó thay đổi theo hướng tích cực, vượt qua sự đơn độc. Trong khoảnh khắc cô đơn, chúng ta được trao cơ hội để nhận ra chính mình, sống một đời do chính mình làm chủ. Nhiều người có thói quen than vãn cuộc sống và công việc thật vô vị, nhàm chán. Thực ra, đó là những điều do chính bạn tạo ra. Khi bạn làm việc đối phó, xung quanh bạn chỉ xuất hiện những sự việc con người nhạt nhẽo tầm thường. Chỉ cần bạn dũng cảm bước ra khỏi cánh cửa kia, bạn sẽ thấy cả một thế giới đang chào đón. Khi bạn dùng đôi mắt để cảm nhận thiên nhiên, dùng trái tim để thấu hiểu từng mảnh đất, từng con người mà mình gặp gỡ và tiếp xúc với náo động bên ngoài, bạn sẽ cảm thấy thế giới phong phú, đa dạng, đời sống thêm sôi động, nhiệt huyết, dâng trào. Cuộc đời của bạn sẽ không bao giờ lãng phí. Có những điều chỉ khi nhận thức trong sự cô đơn, tinh lặng thì mới có thể giúp ta trưởng thành. Trong mỗi chúng ta cũng có những giây phút sợ hãi, khó khăn, không cách nào đối diện với chính mình. Cuộc sống của chúng ta không còn chỉ là một niềm hạnh phúc duy nhất. Chúng ta hiểu được không hoàn hảo cũng là một điều đáng trân trọng. Ai cũng muốn thành công, nhưng chỉ nỗ lực mới có thể giúp bạn đổi lấy tất cả những gì bạn muốn. Khoảnh khắc đơn độc cho bạn cơ hội để tự soi chiếu và hoàn thiện chính mình. Cô đơn là khi không có ai bên cạnh, tâm sự cũng chẳng thể nói cùng ai, chỉ riêng bạn gặm nhấm nỗi buồn tự động viên chính mình. Nhưng khi bạn đã lớn, nỗi cô đơn ấy ngày một thầm lặng hơn. Đôi khi bạn chỉ có thể tự mình cảm nhận nó, tự mình thu về một góc giữa hàng vạn người xung quanh, chứ không phải vì bên cạnh bạn đã không còn ai. Chỉ vì không còn người bạn tin tưởng yêu thương. Con người đi đến hết cuộc đời không tránh khỏi sự cô đơn, nhưng bạn có quyền lựa chọn người cùng chia sẻ cô đơn ấy với bạn, người mà bạn có thể bên cạnh để nắm tay đi qua những tháng ngày hạnh phúc, người có thể ở bên cạnh bạn khi bạn cần, bảo vệ bạn khi bạn yếu đuối. Tổn thương nhiều hơn khiến người ta chọn cách tự bảo vệ mình bằng cách tạo ra cho mình vỏ bọc tách biệt với thế giới. Vậy thì cô đơn chọn bạn, hay bạn đang lựa chọn nó để đối diện với cuộc đời khốc liệt ngoài kia? Con người đã được dạy phải yêu thương cuộc sống, nhưng sự xuất hiện của cô đơn có ý nghĩa gì hay không? Mọi câu chuyện diễn ra đều có nguyên lý của nó, và nỗi cô đơn cũng vậy. Tác giả đã chọn những góc nhìn gần gũi, những hình ảnh có thật trong cuộc sống, từ đó khái quát lên những câu chuyện truyền cảm hứng cho người trẻ. Có những lúc ta cảm thấy thật tệ, cuộc sống thật vô vị, bạn cảm thấy thế giới như quay lại với mình và bạn cần ai đó trao cho bạn một cái nắm tay hay một bờ vai để dựa vào, xua tan đi nỗi cô đơn trong lòng bạn. Ai rồi cũng sẽ trải qua cảm giác cô đơn, nhưng hãy xoa dịu chúng để nỗi buồn đó trôi qua mà không để lại nỗi đau hay vết thương lòng quá sâu. Những bài học trong cuộc sống này cùng những lời khuyên của tác giả Lý Tư Viên muốn gửi tặng đến độc giả của mình. Qua từng nút thắt của nhân vật, ta sẽ nhận ra một màu trời tươi sáng hơn sau cơn mưa, và sau tất cả, mọi người sẽ tìm thấy hạnh phúc của riêng mình. Thông qua nội dung trong cuốn sách, Cuộc sống cũng cần cảm giác cô đơn của Lý Tư Viên, cho ta thấy được ý nghĩa sâu sắc rằng
ai cũng từng trải qua cảm giác cô đơn một mình. Vậy làm thế nào để mỗi giây phút ấy trôi qua không lãng phí? Ai cũng vậy, sống không thể một mình mà cần có người bên cạnh, bầu bạn, chia sẻ thì chúng ta sẽ cảm nhận cuộc sống thật ý nghĩa. Cuộc sống vốn không hoàn hảo, nên dù vui hay buồn, nếu vì một lý do nào đó phải sống cô đơn, thì cô đơn không đáng sợ. Đâu có ai muốn lựa chọn cô đơn với những trải nghiệm của mình. Mỗi câu chuyện trong truyện ngắn, trong cuốn sách cũng mang một màu sắc khác nhau để ghép vào một bức tranh nội tâm với các nhân vật bình dị, ngôn từ bình dị. Cuốn sách đi vào lòng người với ý nghĩa giản đơn vẫn đang hiện hữu từng ngày trong cuộc sống. Sách hiện đang được lưu giữ tại Thư viện tỉnh Gia Lai. Xin trân trọng giới thiệu cùng bạn đọc.